Rồi đầu video mình cũng xin chúc quý cô chú anh chị và các bạn một ngày mới thật là nhiều niềm vui, may mắn và sức khỏe nha. Hôm nay là mình sẽ ghi hình lại những gì sau cơn mưa cả nhà. Sau cơn mưa là cả nhà thấy biết không, con cá nó lóc lên rất là nhiều cả nhà. Quê mình hôm nay là mưa rất là lớn cả nhà. Mưa khoảng 3 tiếng đồng hồ, giờ trên ruộng đầu là các cả cô bác anh em người ta đi bắt cá đó, mình thấy mê, thấy ham đó cả nhà. Rồi mình sẽ ghi hình lại những con cá mà nó ở dưới kinh đặng nó tìm đường nó đi đó cả nhà. Nó rất là nhiều luôn. Rồi mình mời cả nhà đồng hành cùng mình nha trong video này nha. Lên kìa. Dạ không. Kệ đó, đó không không. Ôi con có cô to lên rồi. Quá trời luôn, trời cả nó lên cặp luôn rồi. Đó. Lên luôn, lên luôn. Hai con. Hai con có cô chà bá luôn. Cả nhà nhìn thấy cái gô trời mưa lớn đó, nó lên đó, cả nhà thấy thích không? Coi nó bay lên luôn. Ở dưới sông nó bay lên luôn, cả nó lóc lên lượn luôn kìa Vi, cho nó lọt xuống đó. Tiếu. Rồi thêm có anh cua đồng lên nữa. Anh cua đồng nó bò lên nữa. Dũng đó à. Cái gô con mạnh mạnh luôn luôn. Trời ơi con cũng lớn rồi kìa. Bộ mà trứng không? Nãy nó con nó mấy con nhỏ đó, còn mấy con to á. Ai vậy? Trời ơi, nhóc quá trời sướng cả nhà ơi, nhìn cá rô lên thích quá. Giờ nó kéo bày bày lên luôn cả nhà. Mình mới vừa dứt một đám mưa rất là to cả nhà, lớn dữ trời lớn, 2-3 tiếng hồ luôn. Bây giờ mé đìa cái đầu cá nó gom lại cái đầu nó lên. Quá thích luôn cả nhà, coi con cá gô to, con gô mề rồi cả nhà. Nó bự cơ kìa. Đó, phóng à à luôn. Mưa xuống mát mình cái đồ để kiếm đường lên, kiếm đường lên. Bạnh không cơ kìa. Em không đó đó. Cá nó mà nó dưới địa nó lên á, con ở gô bên lớn nè, cái gô mày á, cả nó bay lên luôn kìa. Cái gà, cái gà. Nó hẹt hẹt bay bay lên luôn. Mất ở đâu vậy? Mất lên trên đó, đặng máng mấy cái vỏ luôn. Thank you.
rồi đổ xô ra dài dài cho mấy ruộng cặp bà kinh nữa cả nhà. Rồi á là bắt những con cá nó bò lên nữa cả nhà. Đó, cha cha chỗ nào cũng có chứ. Rất là đông luôn. Bắt con xe lớn chứ. Đó, giờ đi tìm cá, tìm ốc, tìm cua đồng rồi đó cả nhà. Nãy giờ có cá lên nhiều không? Vậy đó hả? Có đó đó cả cả. Chỗ đó có, nó có đường nước á, đường nước lên đó. Vậy tối nay nó lóc lên nhiều lắm á, tối nay nè nó mới lên nhiều nè. Ở vùng quê mình đó cả nhà, miễn mà đồng mùa mưa một cái là vui. Người thì đi bắt cá cả nhà, người thì đi bắt ốc, rất là vui luôn cả nhà ơi. Người lớn nghe, trẻ nhỏ gì có mặt đầy đủ. Hai thằng xuống nó kiếm bắt đi. Hả? Đâu đây coi ơi. Quá trời luôn vậy? Hả? Đến đây coi thử ơi. Coi cả nhà ơi. Coi cái chị này có bắt cá là quá trời hay luôn cả nhà. Trời ơi quá trời luôn. Bọc luôn. Cá bự bự. Cá to to không luôn rồi, cá gô mè luôn rồi. Nhân bà nó bắt hay thiệt, cá gô mè không luôn. Ôi ôi, bự bự không luôn á. To to không à? Rồi quá im. Có con đẻn nữa. Về chiều nấu đậu canh chua. Có con đẻn nữa. Bà dám bắt đẻn luôn hả bà Huy? Quá hay luôn chạy. Rồi chạy đi bắt tiếp nữa đó cái nè. Địa tưởng nó còn cá nó lên không? Cái gô thiệt dễ vậy. Con mùi này quá đã luôn. Có này cá lên nhóc luôn chú Hưng. Ngày hôm còn nó ta đi bắt nhóc rồi đến đêm nay. Tao thấy chỗ tao cũng nhiều. Người đẹp vai mua vé số chiều trúng này đẹp. Người ta bán vé số hết sớm mà chú vé này mấy gì chưa còn dữ gì quý vậy? Này mưa một tiếng hộ mà có đi đâu được. Như là quý lắm nè, nhưng mà cái đất. Thôi trời mưa vui nè, mua trúng chừng 5 tờ vé số thôi thì ngon lành cành đào. Sổ 65 luôn á. Chiều nay đặc biệt sổ 65 đi về tắm. Mưa nó sao đi chợ ta, mưa. Thì bắt ếch à, bắt cá không? Mưa sao đi chợ, thay về tắm đi, để lại bắt mưa. Nhưng mà nó ốm quá. Nè. Quá trời, con cá to luôn cả nhà. Bằng cái điện thoại luôn. Anh à. Bự nè. Quá im. Mấy chú này chuẩn bị mà đón cá lên nè, mấy anh em mấy em trai kìa đi bắt cá thấy nó vui quá cái nhà. Biết đồng luôn. Nguyên cả đội luôn á. Nhìn thích chưa? Đầu mùa, đó mưa đầu mùa này ai cũng vậy cả nhà. Nãy giờ bắt nhiều không em trai? Ký chưa? Coi thử coi.
cái trắng nữa. Ồ, có lý dữ ha. Ồ, có gắn đấy kìa. Trời ơi, có con ngon. Con nào lấy to đồng luôn. Trời đã dữ thiệt. Bây giờ mấy em này chuẩn bị tiếp nữa cả nhà. Bây giờ mấy em này chuẩn bị. Rồi mình cũng xin kết thúc clip tại đây luôn cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà clip sau nha. Rồi thân ái chào tạm biệt cả nhà.